Giới thiệu với anh em, đây là cái đèn năng lượng mặt trời, đèn nháy, đèn nhấp nháy năng lượng mặt trời nhá, dùng để treo ở những nơi mà chúng ta không muốn kéo điện hoặc là chưa có điện. Cái đèn này thì khi nào ban ngày trời sáng ấy, thì đèn nó tắt. Đây, tôi đang chưa vào trời sáng đây, ướp lại nhá, trời tối này, đèn tự sáng này, rồi đây đèn tự tắt này. Loại này thì dây dài 20 mét, cho anh em treo thoải mái luôn nhé, chống nước vô tư. Đấy, trời tối thì đèn tự sáng, mà trời sáng thì tự tắt đi. Đấy, rất là đẹp nha, để tôi tắt điện đi nha, tắt điện đi cho anh em nhìn nhé. Đấy, đây có hai loại, cái loại to bên này thì 10 mét thôi, 10 mét, còn loại nhỏ thì 20 mét, giá như nhau. Đấy, sử dụng năng lượng mặt trời. Nên anh em treo các cây cảnh ở ngoài Tết cần đến này, treo cái cảnh ở ngoài Tết rồi Noel, treo ngoài đường vô tư nhá, không cần điện nhá. Đấy, rất là ngon. Cái bộ nhỏ 20 mét, bộ dài này thì 10 mét thôi. Đấy, rất là bền, loại này dùng bền lắm. Đấy, anh em đặt hàng thì liên hệ nhé. Đấy, con này nó nháy được nhiều chế độ lắm nhé. Đấy, test chế độ cho anh em xem này. Đấy, dừng này, nháy này, đảo này. Đấy, sáng dần, mờ dần, tắt dần, sáng dần. Đấy, rồi ok, xin cảm ơn anh em. Cái loại này thì nó có chân cắm ở đây, chân cắm ở ngoài trời ấy, cắm xuống. Mà không thích cắm thì treo lên. Đấy, tiếp xúc mặt trời, đây tấm pin nhé. Rồi ok, xin chào anh em. Kinh quá. Đây, chống nước vô tư nha, đèn vẫn nháy ầm ầm nha.